Đấy, em vừa phui hết hàng đây cho các bác đây. Phui hai con sáp cho các bác để các bác so. Còn đây ạ, đồng hồ bi quang đóng đi cho các bác đây. Đóng đi bác Hải Phòng. À, em đóng bi quang đi rất là cẩn thận đó nhá. Em bọc một lượt nổ này nhá. Ngoài kính này. Xong đó bọc một lượt xốp, chụp kính lại. Sau đó thả trong thùng xốp này. Trong thùng này nhá. Trong thùng này đã có lượt nỉ, lượt cứng bìa này. Lại còn một lượt xốp đây nữa. Đây. Lượt xốp này, ke xung quanh, ke xung quanh. À, cuối cùng là em sẽ cho thả vào tiếp tục một cái thùng xốp vàng to kia nữa. Nên hàng đi các bác yên tâm nhé. Để tránh. Còn trừ là chỉ có họ bê, họ quăng, họ ném thì là phải chịu. Họ ném thì không có kính nào nó chịu được cả. Còn các bác nhìn như này nhé. Xong em được. Đây. Những cái lượt này này là em phải dán vào đây. Đây, dán vào đây. Dán vào đây để tại sao? Dán vào đây để khi các bác đi úp cái kính này vào này. Úp kính này vào. Cái kính nó nặng đi nó nhay, nó hay bị xước cái này. Có một số bác bị trượt. Nên lại đóng vào đây nhé. Dán vào đây. Để úp cái kính lên để đi nó có nhay thì cái này nó mài vào đây nó không bị trượt. Đấy. Nên các bác yên tâm nhé. Đấy, xong cái này này, một lượt xốp thả cho nó vuông vắn để nó ép vào cái kính. Sau bê cả cái này thả vào trong này. Xong lại ép một lượt xốp xung quanh nữa. Xong đóng cái thùng này chặt lại. Xong cái thùng này lại được thả một thùng xốp nữa. Nên hàng các bác yên tâm ạ. Đấy. À, còn về hai con đài sáp đây thì em vừa giới thiệu cho các bác rồi. Ở đây là dòng đài sáp GF777. Đây là một trong những dòng đài nói luôn là nó quá nổi tiếng. Thưa các bác. Được chưa? Đây là hai con sáp GF777. Hai con sáp GF777. Và hai con sáp này nó có hai cái mức giá khác nhau ạ. Hai cái mức giá khác nhau. Nó là nhìn thì nó giống ngoài, các bác nhìn bên ngoài thì nó giống nhau. Nhưng hai con này đời khác nhau. Đời nó khác nhau. Nó khác nhau là từ cái củ loa luôn. Củ loa các bác nhìn ở phía ngoài các bác không biết đâu. Nhưng khi nhấc cái lõi củ loa ra thì các bác sẽ biết được nó khác ở đâu. Đấy. À, con GF777 này một con có mức giá là 22 triệu và một con có mức giá là 25 triệu. Nó chênh nhau 3 triệu đấy. Còn em đã báo giá công khai như này, các bác đi tham khảo tìm hiểu thoải mái cho em. Còn em dám cá luôn là trên kênh những chiếc đẹp như này các bác không mua 28, 29, 30 triệu trở lên. Đẹp. GF777 có anh chị nhé. GF777. Nó luôn đẹp xuất sắc các bác ơi. Đối với dòng đài nó có tuổi thọ mấy chục năm như thế này là quá đẹp rồi. Chứ không có lý do gì cả. Này các bác nhìn thấy chưa? Tuổi thọ như này là quá đẹp rồi. Đấy, để nhìn thức phía ngoài. Trước, sau, sau đây em sẽ đi vào phía sau cho các bác luôn. Các nhìn nhé. Sau đây em sẽ quay đằng trước em lột cái căng này cho bác xem. Để qua so sánh. Thật ra là nhìn, nếu mà để nhìn bình thường thì các bác không thể phát hiện được đâu. Không phát hiện được. Nhưng nó ra đằng sau thì nó sẽ phát hiện được. Tất cả đồ với móc nó sẽ khác, nhưng mà củ loa của nó sẽ khác đấy. Đối với củ loa nó sẽ khác, bao nhiêu củ loa nó nhé. Hai con này nó có hai đời củ loa. Mọi nhìn chưa? Hai đời củ loa. Có nghĩa là sắp thì vẫn là hàng zin, hàng ok rồi. Nhưng mà là hai đời củ nó khác nhau, bác nhìn củ chưa? Củ con này khác này. Củ con này khác này, bác nhìn chưa? Đây, nó vẫn là sáp như củ khác. Nhìn thấy chưa ạ? Đây là dòng sáp nó sản xuất với hai đời. Hai đời đấy, bác nhìn thấy chưa ạ? Đấy, bác nhìn thấy chưa? Củ nó khác nhau chưa ạ? Chính vì vậy mà giá thành nó chênh nhau 3 triệu đấy. Giá thành nó chênh nhau 3 triệu. Ok chưa? Còn về đây, em sẽ quay về trước cho bác thiếu. Về phía sau củ loa thì nó khác nhau. Nhưng các bác nhìn là về phía trước em sẽ lột e căng ra nhé. Các bác nhìn xem có thấy nó khác nhau ở chỗ nào.
đấy, cần cái khác ở chỗ đấy ạ. Em sẽ cậy căng đấy các bác này, sau đây các bác nhìn thường có thấy khác nhau không này, mà đợi căng này đấy. Thì đối với lại dòng này thì nó có hai con volume thì chỉnh cho super đấy, subwoofer đấy, có nghĩa là gọi là chỉnh giải bass. Bác thích nghe bass nặng thì bác chỉnh ở đây lên, đây đấy, hai bên, con này bên này, con này phía bên này. Đây nó có cái sơ đồ biểu thị để mình nghe theo giải. Đấy, đây là hai chỉnh giải bass. Thì các bác nhìn nhé, con loa này, bác nhìn chưa? Sang với con này, đằng sau nó khác rồi, nhưng nhìn đằng trước xem nó có khác gì nhau nhé. Bởi vì đằng trước các bác không có hai cái thì các bác không thể so sánh được. Mà bây giờ em đã có hai cái rồi mà bác so sánh đằng trước cũng không thể nhận ra. Được chưa ạ? Các bác thấy không? Nó có khác nhau mấy không ạ? Này, được chưa? Nó toàn giải này, nhìn đường gân cho kỹ ạ. Xem nó có khác nhau ạ. Nha. Và bên này. Nhìn này. Nó không khác đúng không ạ? Đấy. Nào. Nhìn vào nó chẳng khác nhau cái gì cả. Nếu mà nhìn bằng thật bằng phía trước, chỉ có khi lột đằng sau ra thì các bác mới biết rằng hai củ loa nó khác. Ở hai đời nó sản xuất nó khác nhau, đúng chưa ạ? Đấy. À, hôm trước em có nhập hai con về đấy, tuần trước ấy. Hai con về, hai con đấy đi hết rồi. Hai con đấy thì nó cùng một đời thì em không báo, nhưng đợt này về hai con nữa thì nó lại hai đời khác nhau, nên là phải báo cho các bác nhé. Báo cho các bác. Nói chung chênh nhau 3 triệu, hai con này chênh nhau 3 triệu. Các bác để ý này, em quay chi tiết tiếp cho bác này. Ví dụ như cái đèn vu này chẳng hạn này, em quay đèn vu nhé. Cái đèn vu của nó cũng chả khác gì nhau. Đây cái đèn vẫy đấy, hai đèn vẫy này nó giống hệt nhau, tất hầu như là giống hết từng chi tiết. Để mình bây giờ mình đi so sánh mà nó chả khác nhau thì bác nhìn nhá, nó không sát nhau nhé. Bắt đầu này, bác để ý kỹ này hộ em nhá. Bắt đầu cần theo dõi thì đây em giữ chậm này cho bác chụp lại màn hình, xong để bác so sánh con bên này xem nó khác cái gì không. Nó chẳng khác cái gì đúng không ạ? Nó chẳng khác cái gì cả. Nói tóm lại là về nhìn về hình thức bên ngoài thì không thể nhận ra nổi là đây là hai chiếc đài hai đời. Em có chú ý hộ em nhé, hai chiếc đài hai đời đấy. Mặc dù là vẫn là sáp GF777 nhưng nó là hai đời đấy. Mà có thấy nó khác gì không? Giá khác cái gì? Đối với những dòng đài tuổi thọ nó lên đến vài chục năm như thế này thì nó là quá đẹp, đẹp xuất sắc rồi các bạn. Nói luôn nó đẹp xuất sắc cho các bác nhé, đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Chứ không có lý do gì, quá đẹp luôn. Dòng này thì các bác có thể cắm điện thoại, máy tính, tivi, laptop và nghe qua thoải mái. Chưa nói từ cassette, radio, bass, FM thì ok rồi. Radio tất cả những dòng này đều là 108 rồi, thoải mái rồi, không nói nữa rồi. Chất âm thì ok đúng không? Hai bát super và hai loa toàn giải thì đừng có hỏi là nó chất âm có hay không. Đó. Tín hiệu cắm vào thì cắm tivi, máy tính, điện thoại thì đã có clip em test cho các bác tuần trước, có một đôi trước rồi. Tuần này thì test thì nó bình thường thôi. Thật ra là test em không có băng ấy. Băng cassette của em nó toàn kiểu em không dùng mấy đấy. Nên băng cassette nó mục, nó ẩm. Test nó chất âm nó hay. Tóm lại là đây em chỉ quay hình thức. Đối với GF này thì các bác biết chất rồi. Em quay hình thức cho bác thôi. Và em cũng xin phép nhé, em cố tình quay chi tiết này kỹ cho bác. Bác nào lấy con nào thì báo cho em nhé. Chết, em quên, em sẽ ghi con số 1 và số 2. Em sẽ ghi con số 1 và số 2 vào đây để cho các bác biết bác phân biệt nhé. Số 1 và số 2. Chứ không là đến lúc sau này các bác lại không biết chọn con nào, nó rất là khó. Em sẽ ghi là con số 1, số 2 nhé. Đấy, không là bác, các bác lại không biết điều nào. Bác lần này bảo, ô sau này không biết con nào đúng không, nó rất khó. Dán vào đây, này. Đấy, đây ạ, số 1 này, được chưa? Em sẽ để nguyên tem thế. Đây, và con này số 2,
Mình giá hai con để cho các bác thích chọn con nào cho nó tiện, nó tiện cái chọn. Nhá, số 1 và số 2. Số 2 nó sát rồi đấy. Một số 2. Đấy. Giờ bác nào có nhu cầu chọn con nào thì liên hệ với em. Cảm ơn.